ngày 21 tháng 12, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết đang kiểm tra, xác minh thông tin về trường hợp người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nấu nước lèo trước cổng bệnh viện rồi bán lại cho khách đến sau. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video quay lại hình ảnh một người phụ nữ bán hàng rong được cho nằm ở trước đường Quang Trung sát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo nội dung đoạn video, người bán hàng rong này có hành động đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo đang nấu. Không những vậy, có một số ly nước lọc khách đã uống cũng được một người phụ nữ tận dụng đổ lại trong bình nước lọc. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng rong trong đoạn video đã đăng.